Toàn bộ là mặt xẻ nguyên một tấm và làm giày là 2 phân các bạn. Mặt xẻ nguyên một tấm, giày 2 phân. Đấy, mặt bàn thì bên cơ sở nhà em được chạm khắc đục là đục tứ linh, long ly quy phụng, bao gồm là 4 con vật thiêng liêng nhất ở trên mặt đấy các bạn xem này. Hàng hoàn thiện để BOM tinh kỹ các bạn nhìn nhá. Bóng loáng luôn các bạn. Cột không một tâm, hoàn thiện để BOM tinh kỹ. Hoàn thiện là qua là sơn G7 chống xước các bạn nhá. Dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan này các bạn. Đây. Sờ thì luột chảy mắt thát luôn. Trương bên cơ sở nhà em làm là trương liền khối các bạn nhá. Trương liền khối các bạn và đục là đục nghê bảo đỉnh. Đấy, nghê bảo đỉnh chạm khắc là rồng hóa đây. Rồng đây các bạn xem này. Đấy, hai bên kia là hai con rồng. Ở dưới bên cơ sở nhà em là đục là chạm khắc là hổ phù các bạn nhá. Đây, cả cái trương này bên cơ sở nhà em là đục là trương liền khối. Đấy, trương liền khối không chấp ghép. Vách đục là đục tam sư vần cầu. Vách đục tam sư vần cầu và làm giày là 4 phân, xẻ nguyên một tấm. Dưới vách thì bên cơ sở nhà em là đục là hổ phù. Đấy. Đấy các bác xem này. Đây, hoàn thiện nhá các bác xem nhá. Không hoàn thiện này, sờ thì lột chảy mắt thát luôn các bạn. Kể cả tất cả các góc vách này. Đấy, bên em hoàn thiện rất là kỹ các bạn. Cực kỳ kỹ, vách là bên cơ sở nhà em làm là vách xẻ nguyên một tấm và làm giày là 4 phân. Trương bên cơ sở nhà em làm là trương liền khối. Trương liền khối đục nghê vào đỉnh. Đấy, ở dưới đục hai con lân và dưới đục hổ phù các bạn xem này. Đây, hàng hoàn thiện thì BOM tinh kỹ. Cực kỳ sắc nét. Đây, hoàn thiện này các bạn nhìn xem, khâu hoàn thiện này. Đấy, tất cả các cái góc quét nhá. Góc quét này, sờ này, bóng loáng lột chảy luôn này. Đấy, trương liền khối đục hai mặt và vách bên cơ sở nhà em cũng làm vách liền đục tam sư vần cầu. Vách liền đục tam sư vần cầu các bạn xem này. Hoàn thiện tinh kỹ màu hương nhạt các bác nhá. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube kênh sửa bán đồ gỗ cho tận gốc. Và lại là em Hùng Biện đây, và trong video clip ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm nghê bảo đỉnh cột 12 hàng VIP và được làm chất liệu gỗ hương đá. Bộ sản phẩm này bên cơ sở như em vừa mới hoàn thiện xong. Thì bộ sản phẩm này nó có gì hot và có gì đặc biệt thì rất mong được các bác hãy bỏ ra khoảng 5 đến 7 phút để xem em review hết các đường nét chi tiết. Và em sẽ báo giá công khai cho các bác tham khảo và chiêm ngưỡng nhá. Thì bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em làm bao gồm là 6 món, gồm một đoạn la ớn này và hai ghế con. Ở giữa là một bàn to và giữa hai ghế đơn là một chiếc đôn kẹp ghế. Và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Thì bộ nghe và đỉnh này thì bên cơ sở nhà em làm là theo quy cách là hàng trương liền, vách liền dày 4 phân. Tê là tay nghe đặc nguyên khối, ván mặt dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Đấy, cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, hàng là hàng trộn gỗ trộn vân. Đấy, đoạn dài, em xin quay lại gần chiếc đoạn dài này. Đoạn dài thì với cơ sở nhà em làm là đoạn dài là 2m17 và sâu là 74 và cao là 1m47 các bác nhá. Và hàng toàn bộ là vừa được bên cơ sở nhà em là hoàn thiện BOM tinh kỹ xong này. Đấy. Trương bên cơ sở nhà em làm là trương liền khối các bác nhá. Trương liền khối các bác và đục là đục nghê bảo đỉnh. Đấy, nghê bảo đỉnh chạm khắc là rồng hóa đây, rồng đây các bác xem này. Đấy, hai bên kia là hai con rồng. Ở dưới bên cơ sở nhà em là đục là chạm khắc là hổ phù các bác nhá. Đây, cả cái trương này bên cơ sở nhà em là đục là trương liền khối. Đấy, trương liền khối không chấp ghép. Và trương thì bên cơ sở nhà em được chạm khắc đục là đục máy sửa lấy tay kỹ các bạn. Đục máy sửa lấy tay kỹ và hàng hoàn thiện để tinh kỹ sắc nét này các bác xem này. Đây, tất cả góc quách này hoàn thiện để cực kỳ kỹ nhé các bạn nhá. Đấy. Và vách này, đến với cái vách này, vách bên cơ sở nhà em làm là vách xẻ nguyên một tấm và làm giày là 4 phân các bạn. Vách đục là đục tam sư vần cầu. Vách đục tam sư vần cầu và làm giày là 4 phân, xẻ nguyên một tấm. Dưới vách thì bên cơ sở nhà em là đục là hổ phù. Đấy. Đấy các bác xem này. Đây, hoàn thiện nhá các bác xem nhá. Không hoàn thiện này, sờ thì lột chảy mắt thát luôn các bạn. Kể cả tất cả các góc quách này. Đấy, bên em hoàn thiện rất là kỹ các bạn. Cực kỳ kỹ, vách là bên cơ sở nhà em làm là vách xẻ nguyên một tấm và làm giày là 4 phân. Giày 4 phân. À, cột thì bên cơ sở nhà em làm là cột 12, cột không một tâm các bạn. Cột không một tâm, hoàn thiện để BOM tinh kỹ. Hoàn thiện là qua là sơn G7 chống xước các bạn nhá. Dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan này các bạn. Đây. Sờ thì lột chảy mắt thát luôn. À, tê là tê nghê bên cơ sở nhà em làm là tê nghê đặc nguyên một khối gỗ các bạn. Cả cái tê này bên cơ sở nhà em làm tê đặc nguyên một khối này. Đấy. À, ván mặt thì bên cơ sở nhà em làm ván mặt dày 2 phân. Ván mặt sẽ nguyên một tấm và làm giày là 2 phân, hàng tuyển trộn gỗ tuyển trộn vân này. Đấy. Giày 2 phân các bạn, cực kỳ dày. À, và khuôn tranh. Khuôn tranh thì bên cơ sở nhà em làm giày là 4 phân. Khuôn tranh làm giày là 4 phân và hai đầu khuôn tranh làm vén cong. Hai đầu khuôn tranh làm vén cong. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo, yếm đục hoa tây và yếm làm giày là 3 phân rưỡi. Đây các bác xem này. Hàng hoàn thiện tinh kỹ. Chân là chân 12 đục theo kiểu dáng lối cổ. Đấy, đục đầu là chân móng. À, em sẽ quay qua mặt so bác xem này. Kể cả mặt so nha, trương là trương liền đục hai mặt này các bác xem này. Hoàn thiện thì đều đẹp như mặt trước.
hoàn thiện tinh kỹ, đều đẹp như mặt trước này. Đấy, toàn bộ là hàng trộn gỗ trộn vân, đều đẹp 100% chất liệu gỗ hương đá các bác nhá. Đấy, các bác nào mà xem được video clip này của bên cơ sở nha em, mà thấy hay thì các bác hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha các bác nhá. Đấy, và cả bộ sản phẩm nghe và đỉnh hàng VIP này bên cơ sở nha em đang bán với giá là 63.800. Giá hoàn thiện đẹp kỹ là 63.800 các bác nhá. Đấy, và đến với sản phẩm tiếp theo là một chiếc bàn lớn. Bàn lớn này thì bên cơ sở nha em làm theo thông số kỹ thuật là rộng là 73 và dài là 1m45. Toàn bộ là mặt xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân các bạn. Mặt xẻ nguyên một tấm dày 2 phân. Đấy, mặt bàn thì bên cơ sở nha em được chạm khắc đục là đục tứ linh, long ly quy phụng, bao gồm là 4 con vật thiêng liêng nhất ở trên mặt đấy các bạn xem này. Hàng hoàn thiện để BOM tinh kỹ các bạn nhìn nhá. Bóng loáng luôn các bạn. Luột trẻ bóng loáng luôn. Đây, cực kỳ kỹ này. Tất cả các góc cách này bên cơ sở nha em hoàn thiện, các bạn nhìn trên màn hình này. Đây. Luột trẻ mắt thát các bạn nhá. Khuôn tranh mặt thì bên cơ sở nha em làm vén cong. Nhìn trông dẻo vô cùng các bạn ạ. Đấy. Bàn đôn thì bên cơ sở nha em làm bàn đôn còn kéo để cho các bác kéo ra cửa vào đồ rất là tiện. Cổ chỉ là cổ chỉ làm 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo và yếm đục hoa tây. À, chân là chân 12 đục theo kiểu dáng lối cổ, đục đầu là chân móng. Đấy. Đây các bác xem mặt bàn này. Đấy, bao bồn mặt bàn đục tứ linh các bác nhá, đục tứ linh. Hàng hoàn thiện này, BU mà tinh kỹ này. Sờ luột trẻ mắt thát luôn. Đấy, và đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc cái đơn. Trương bên cơ sở nha em làm là trương liền khối. Trương liền khối đục nghe vào đỉnh. Đấy, ở dưới đục hai con lân và dưới đục hổ phù các bạn xem này. Đây, hàng hoàn thiện thì BOM tinh kỹ. Cực kỳ sắc nét. Đây, hoàn thiện này các bạn nhìn xem, khâu hoàn thiện này. Đấy, tất cả các cái góc gách nhá. Góc gách này, sờ này, bóng loáng lột trẻ luôn này. Đấy, trương liền khối đục hai mặt và vách bên cơ sở nha em cũng làm vách liền đục tam sư vần cầu. Vách liền đục tam sư vần cầu các bạn xem này. Hoàn thiện tinh kỹ màu hương nhạt các bác nhá. Màu hương nhạt và vách làm dày là 4 phân. Cột là cột làm cột 12, cột không một tâm các bạn ạ. Cột không một tâm, hàng vân veo tuyển chọn. Tê là tê nghê đặc nguyên khối gỗ. Tê nghê đặc nguyên một khối này. Đây, nhìn dáng tê nghê rất là be. Đấy, và toàn bộ là mặt bên cơ sở anh em làm xẻ nguyên một tấm dày 2 phân. Khuôn tranh bên cơ sở anh em làm dày là 4 phân. Hai đầu khuôn tranh làm vén cong, cổ chỉ làm 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo. Yếm đục hoa tây và làm dày là 3 phân rưỡi các bạn. Chân là chân 12, đục đầu là chân móng. Đấy, cái mẫu nghe vào đỉnh này trong thời gian vừa qua bên cơ sở nha em bán rất là chạy các bạn, được rất là nhiều khách hàng và tin dùng sử dụng. À, mẫu nghe vào đỉnh này thì các bác kê vào những bóng phòng khách nhà ống, nhà hiện đại, nhà tân cổ điển thì nhìn vào bên trong phòng khách nhà mình rất là đẹp. Và đặc biệt hơn thì các bác mua mẫu nghe vào đỉnh này, chơi mẫu nghe vào đỉnh này thì các bác không bao giờ phải lo mẫu nghe vào đỉnh này lỗi thời các bác nhá. Đấy, mẫu rất là hiện đại. Đấy, và đến với sản phẩm tiếp theo. Đây, ghế đơn còn lại đây, em quay qua các bác xem này. Ghế đơn còn lại này, toàn bộ là trương liền hết, vách liền. Đấy, tê là tê liền nguyên một khối, ván mặt dày 2 phân, xẻ nguyên một tấm. Cổ chỉ 3 tầng, khuôn tranh dày 4 phân. Chân là chân 12. Em sẽ quay qua mặt so bác xem này. Mặt so thì hoàn thiện đều đẹp như mặt trước. Đấy. Hàng trộn gỗ trộn vân này. Và đến với sản phẩm tiếp theo là một chiếc đôn kẹp ghế thì bên cơ sở nhà em làm theo thông số là 50x40, dài 50 và rộng 40 và toàn bộ là đục toàn bộ nhá. Đây các bạn xem này. Đấy, nhìn trên màn hình các bác xem này, bóng loáng luôn này, hoàn thiện này. Luột trẻ nhá, sờ mát thát luôn các bạn. Đôn với cơ sở nhá cũng làm đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ. Khuôn tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sơn dẹo. Đó, yếm là yếm đục hoa tây dày 3 phân rưỡi, chân đục đầu là chân móng. Và đến với sản phẩm cuối cùng của bộ sản phẩm này là một chiếc đôn kẹp thấp thì với cơ sở nhá em làm theo thông số là 40x40 và toàn bộ là ván làm dày là 2 phân các bác nhá. Ván dày 2 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Đấy, khuôn tranh làm vén cong và cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục sen dẹo. Yếm đục hoa là tây và làm dày là 3 phân rưỡi. Các bác nào mà có những bình luận nó có ý kiến gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận để kiến giúp em nhé. Và em xin nhắc lại báo giá với các bác công khai lần nữa là một bộ sản phẩm nghe bảo đỉnh cột 12 hàng VIP của Hương Đá, hàng trương liền, vách liền dày 4 phân, tê nghe nguyên khối, ván mặt dày 2 phân. Cổ chỉ 3 tầng, gỗ hương đá, hàng trộn gỗ trộn vân, 6 món này. Bên cơ sở nhà em đang bán với giá là 63.800 là giá hoàn thiện đẹp kỹ các bác nhá. Đấy, giá là bao gồm là miễn phí vận chuyển cho bán kính là 50 km và tặng kèm theo các bác là một bộ combo cây trà. Đấy, trị giá là khoảng 1.2 triệu. Đấy, tặng kính bàn kính đôn dày 1 phân nhá các bác nhá. Có chế độ bảo hành của bên cơ sở nhà em là bảo hành cho các bác về 10 đến 30 năm về chất lượng của sản phẩm để các bác có thể yên tâm dùng đồ gỗ bên cơ sở nhà em ạ. Và địa chỉ nhà em đang quay là tại cơ sở 1. Đấy, địa chỉ nhà em là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có tổng diện tích lên đến 2.000 m, có từ mộc cho đến hoàn thiện để cho các bác qua xem nhé các bác nhá. Đấy, và các bác nào mà quan tâm mẫu sản phẩm nghe và đỉnh hàng đặt hàng VIP này, muốn tư vấn và muốn đặt hàng trực tiếp thì hãy liên hệ qua hotline số thoại của em là 0886 25 từ quy không các bác. Vâng, và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.